Ngày Chủ nhật hôm nay rất bình yên. Nó bình yên lạ thường so với những cái bình yên mà tôi đã từng có. Có những thứ chúng ta nên buông bỏ, và có những thứ chúng ta phải tiếp tục đi. Dù chúng ta biết ở phía trước chỉ có một mình ta bước, không có một ai bên cạnh nữa, hãy cố gắng bước đi thật mạnh mẽ, không suy nghĩ nhiều. Có thể là một chút buồn, một chút thương nhớ, một chút phấn vương, nhưng đó cũng chỉ là kỷ niệm. Và ta phải tiếp tục cho chặng đường kế tiếp, phát triển bản thân mình nhiều hơn, tốt hơn, và dành những điều tốt đẹp nhất cho những người xứng đáng nhất. Cô đơn nhất không phải là bạn không có ai bên cạnh. Cô đơn nhất là khi bạn ở bên cạnh người ta, bạn cố gắng hoàn thiện bản thân của mình cũng như là hoàn thiện bản thân của người khác, nhưng người ta không nhận ra điều đó. Người ta cho rằng điều đó là một điều phiền toái, và sự hiện diện của mình trong cuộc sống của họ đã trở thành một gánh nặng rất lớn đối với họ. Chúng ta không thể trách họ. Mỗi người có một tư duy, một cách sống khác nhau, chỉ là chúng ta không cùng cách suy nghĩ với nhau. Và đó là lý do tại sao chúng ta lại cô đơn trong chính mối quan hệ mà mình tưởng có thể là đi đến suốt cuộc đời với mình.